Ông trùm kinh doanh Nhật Bản Inamori Kazuo, mỗi người chỉ có hai lựa chọn để giàu sang và hạnh phúc, thay đổi sớm cuộc đời sẽ suôn sẻ hơn. Theo tỷ phú Inamori Kazuo, mọi người có thể chọn một trong hai sự lựa chọn này để có thể đạt được thành công và sự viên mãn trong cuộc sống. Theo tỷ phú Inamori Kazuo, mọi người có thể chọn một trong hai sự lựa chọn này để có thể đạt được thành công và sự viên mãn trong cuộc sống. Inamori Kazuo là tỷ phú nổi tiếng người Nhật Bản, là huyền thoại của giới thương nghiệp và được xưng tụng là một trong bốn nhà quản lý kiệt xuất xứ sở mặt trời mọc. Với cái nhìn sâu sắc về nhân sinh, về thành bại trong đời, ông đã để lại nhiều triết lý sống và lời khuyên hữu ích dành cho thế hệ trẻ. Nổi bật trong số đó là hai câu nói cũng là hai bài học quý giá dưới đây. Một, nếu muốn có một cuộc sống giàu có, viên mãn, bạn chỉ có hai lựa chọn, một là làm điều mình thích, hai là hãy để bản thân thích việc mình làm. Khi Inamori Kazuo tốt nghiệp đại học, ông làm việc trong một công ty sắp đóng cửa. Lúc đó, không khí làm việc luôn căng thẳng, ngập tràn năng lượng tiêu cực khiến một ngày trôi qua vô cùng mệt mỏi. Có lần, anh không chịu nổi môi trường làm việc như thế nên viết thư chút phiền muộn lên gia đình, không ngờ lại bị mắng. Một người chỉ quan tâm đến việc phàn nàn thực sự là kẻ vô giá trị. Sau đó, Inamori Kazuo bắt đầu thay đổi suy nghĩ và cố gắng để bản thân thích ứng và yêu thích công việc khi các đồng nghiệp khác vẫn đang phàn nàn ông chỉ im lặng và cố gắng hết sức để hoàn thành mọi nhiệm vụ dần dần khi công việc được hoàn thành với kết quả tốt những cơ hội cũng bắt đầu tìm tới ông kazu ui được bầu lên vị trí trưởng nhóm kỹ thuật của công ty và càng ngày càng thăng tiến trên thực tế trong cuộc sống nhiều người thường nảy sinh tâm lý chán ghét công việc mình đang làm họ luôn than phiền và làm mọi việc một cách chiếu lệ nhưng điều này càng xảy ra công việc sẽ càng khó khăn hơn và cuối cùng tạo thành một vòng luẩn quẩn không lối thoát Ông Trùm dầu mỏ Mỹ Rockefeller cũng từng viết cho con trai mình, nếu con xem công việc là thú vui thì cuộc sống là thiên đường, nếu con xem công việc là nghĩa vụ thì cuộc sống là địa ngục. Do đó, thay vì phàn nàn về công việc, tốt hơn hết bạn nên để bản thân chủ động yêu thích chúng. Khi bạn thay đổi tư duy và đam mê với công việc của mình, cuộc sống của bạn sẽ suôn sẻ hơn. 2. Kết quả của cuộc sống công việc bằng phương thức tư duy nhiệt tình năng lực. Vì sao Inamori Kazuo đạt được những thành tựu phi thường như vậy? Điều này xuất phát từ công thức thành công của ông. Tại một cuộc họp báo, một phóng viên đã hỏi Inamori Kazuo, chìa khóa thành công của một người là gì? Inamori Kazuo trả lời không chút do dự, cách suy nghĩ. Khi công ty điện tử khổng lồ Kyocera mới thành lập, một tháng đầu chưa nhận được đơn đặt hàng nào, hoạt động của công ty gần như đi vào bế tắc. Inamori Kazuo đã chủ động lựa chọn những đơn hàng mà các công ty khác không thể chấp nhận, thậm chí còn chủ động đưa ra những kỳ vọng về sản phẩm cho khách hàng. Nhờ vậy, khách hàng hào hứng và ngay lập tức quyết định ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, thực tế, với công nghệ của Kyocera lúc bấy giờ thì không thể làm ra một sản phẩm như khách hàng mong muốn. Vì vậy, nên nhân viên trong công ty tỏ ra rất lo lắng. Nhiều nhân viên tỏ ra rất bối rối. Inamoji Kazuo giải thích, các công ty khác chỉ nhận những gì công nghệ hiện có làm được. Còn chúng ta sẽ làm điều ngược lại. Chúng ta phải nghiên cứu công nghệ mới với mệnh lệnh được giao. Suy nghĩ ngược này của Inamori Kazuo đã giúp Kiyosue đã tạo ra hũ vàng đầu tiên của mình. Sau quá trình liên tục đổi mới công nghệ, chỉ trong vài năm, Kiyosue đã trở thành vua dẫn đầu ngành. Với công thức kết quả của cuộc sống công việc bằng phương thức tư duy nhiệt tình năng lực, Inamori Kazuo nhấn mạnh rằng cuộc đời và thành quả công việc có được là nhờ phép nhân ba yếu tố trên. Cũng vì là phép nhân nên nếu thiếu dù chỉ một trong ba yếu tố trên đều không thể có kết quả tốt. Trong đó, lối suy nghĩ quan trọng hơn cả bởi nó định hướng và quyết định kết quả sự nhiệt tình và năng lực của bạn một khi phạm sai lầm thì dù bạn có cố gắng đến đâu dù khả năng của bạn có giỏi thế nào thì cuối cùng cũng trở nên vô ích sự khác biệt về vận mệnh giữa con người chủ yếu là do khoảng cách trong suy nghĩ cách tư duy đúng sẽ tạo đà cho bước nhảy vọt trong cuộc sống do đó đừng ngại ngần phá bỏ bức tường tư duy cố hữu và giải quyết vấn đề bằng một lối tư duy mới biết đâu cuộc sống sẽ thuận lợi và tươi sáng hơn